tôi cái bác. Không, không, anh ấy không được lòi ra cái gì hết. Là em hơi kết bạn số 1 hơn. Ngọc. Nhưng mà thôi không sao hết á. Tình cảm mà. Cảm ơn em, anh cảm ơn em. Dạ em á thì từ nãy tới giờ người mà em để ý nhiều nhất đó là anh Đức Anh. Hay quá. Ngọc lên cho anh vài động tác đi em. Em biết em phải làm gì mà. Âm nhạc. Em khoan, dừng nhạc. Em sao nó giật dữ vậy? Cái này mới lòi được, nó mới bung nẹp ra được. Okay. Anh thử nhảy chung với em động tác này coi. Không, anh cũng bị bung. Cảm ơn. Ok, âm nhạc tiếp tục. Làm theo Ngọc em nha, từng động tác một nào. Đó. Đó, kìa. Ok, tắt nhạc, chết con em tôi tội nghiệp đó. Trời ơi, thì từ lúc mà em bắt đầu có tuổi rồi em nhảy nhót rồi, em đau lưng quá. Bớt lại, đúng không? Bởi vậy em hiểu tới độ tuổi của anh, tóc thì rụng đi bớt. Đi về, bớt nói lại, đi luôn. Anh Thành, đang đứng sẵn đây rồi. Số 1. Số 1 hả? À. Lên luôn, hai đứa, hai bên. Nè, bây giờ tôi cho cậu muốn chọn làm động tác của ai trước? Hai. Trời ơi, thiệt nó sợ lắm, nó không vừa đâu nha. Che hiện em. Nó mới tạo điều kiện thiệt. Âm nhạc. Sao tôi kêu làm động tác cho người ta nhảy theo rồi hai bà sấn sổ vô chà người ta. Ok anh làm sao vậy? Bọn em nhảy theo nhịp mà. Nó là bông 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 bang bang, anh hiểu không? Tụi em là dancer chứ không phải máy giặt. Trời anh thấy không thấy hả? Là ca sĩ người ta đứng giữa hát thì dancer người ta quay xung quanh tăng 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 tăng. Anh hiểu không? Cái gì vậy trời? Bây giờ có cho người ta động tác để người ta nhảy người ta lòi ra giùm tôi cái bát. Không. Không, anh ấy không được lòi ra cái gì hết. Ai cũng lòi không? Lòi nè. Đi về. Đi về. Em dắt về luôn được không? Trời ơi, em. Trời kỳ quá. Hai cái con em đi về đi. Không sao đâu anh, đứng vô đi. Giác. Người khác làm vậy là được, quá được rồi á. Ừ, cứ quá được đi. Tôi chưa có, đi về. Kỳ quá. Đi ra. Đi về. Đúng rồi em, đẩy mạnh cho. Trời ơi. Con bé này nó sao. Tôi quá. Thấy hai con người này bây giờ cái khát giọng của mấy cậu không có thể nào kiểm soát được. Vì vậy cho nên nãy giờ tôi quên. Ở đây có dancer chính hiệu mà tôi yes. quên. Đây nè anh ơi. Dạ xin mời nghệ sĩ Thật. Em làm cái động tác nào mà không gồng được nữa. Giờ số 3 Lê Hải. Em chưa qua cửa được với tôi đâu. Mời âm nhạc. Đẹp trai quá.
Yeah, ok, tắt nhạc. Ừ, anh không có kêu em thể hiện lại MV của mình nha. Là như nào, hai cô gái xinh đẹp nhảy thì tỏ thái độ không thích thú lắm, mà đến lúc ST nhảy thì lại tràn ngập niềm hạnh phúc là sao? Câu chuyện đã có câu trả lời rồi. Nhất là cái động tác chấm chim. Trời, cái đoạn chấm chim, cái đoạn mặt bông nở bông rồi đó. Trời ơi, mới chết. Mình giỡn nhiều quá rồi, mình không có đặt trọng tâm vô cho cô chưa bé. Chưa bao giờ em nghiêm túc cả Ngọc. Nên bây giờ em muốn một lần được nghiêm túc, ngồi vào cái ghế đó. Ngọc, ok, tỉnh táo em, tỉnh táo, phát biểu tỉnh táo. Thôi, thật ra mà nói, trong 4 chàng trai còn lại thì em thấy anh chàng số 1 và anh chàng số 4 là hai người đàn ông phù hợp với cô bé này nhất. Mặc dù là em hơi kết bạn số 1 hơn. Ngọc. Nhưng mà thôi không sao hết á. Tình cảm mà. Cảm ơn em. Khoan cho em nói một cái đi, cho người mình yêu được hạnh phúc thì em nghĩ là bạn ấy độc thân để cho cô gái này còn có cơ hội. Okay. Thường á thì chị em á hay có những cái giác quan giống nhau, thì em cũng có cái cảm giác như là Giang vậy đó. Anh rất là trưởng thành, anh rất là ấm áp, ở bên cạnh anh chắc chắn luôn có nhiều niềm vui và nhiều hương thơm. Đối với một người đàn ông như vậy á thì người ta thường hay suy nghĩ về cái vấn đề ổn định gia đình. Nên em nghĩ là anh đã có chủ rồi. Ra trong chàng trai này và chàng trai thứ tư á là hai người mà rất là gồng và kiểu là chưa có thể hiện một cách thoải mái những cái gì mà mình làm. Nhiều khi cái khung xương người ta như vậy em tập tạ nhiều cái nó rút cơ. Nhưng mà theo em nghĩ rằng là người ta sẽ có một cái ẩn chứa gì đó bên trong. Đó, một là mình phải giữ thể diện cho gia đình của mình. Hai là mình phải giữ thể diện cho chính bản thân mình. Ý anh là đang phân vân giữa đỏ và tím đúng không? Chỉ có một trong hai cái này thôi. Nhưng mà SC nghĩ rằng là màu đỏ đi. Lê Hải, mọi người thấy sao? Lê Hải không được rồi đó. Tại sao không được? Lê Hải là nhân vật có chủ rồi, không nên để cho con bé phải khổ tâm. Thiệt không? Thiệt không? Đây nè, ở trong đường chỉ tay của bạn ấy nói là không nên chọn Lê Hải. Thực ra bạn này, đấy như chị nói rồi đó, đẹp trai siêu cấp vô địch em ạ. Và quan trọng là trong ánh mắt của em, chị biết đây là gu của em. Qua cái cách anh ta trả lời thì có thể thấy là cái khoảng thời gian này anh ta đang rất là phân tâm. Rõ ràng nhìn thấy anh ta khá là bồn chồn, cho nên là không biết phải nói sao nữa. Giang biết luôn cái gu của người ta luôn rồi đó. Thì đúng rồi, bởi vì là chị đã từng ngồi ở chiếc ghế đó, chị biết mà. Dù ai nói ngàn nói nghiêng, nhưng khi đã là gu của mình thì vẫn cứ là đúng không cả nhà. Đấy, không có cách nào cứng lại được đâu em ơi. Anh Thư thì sao? Chị thấy là em nên nghe cái cảm nhận của mình. Giống như là Hoàng Minh là rất là xoái ca, rất là ngôn tình. Nhưng mà do em không có cái sự kết nối được, cho nên người ta tốt nhưng mà chưa chắc hợp với mình. Thì bây giờ em hãy lắng nghe cái trái tim của mình hướng về đâu trong ba người này mà chị hướng giùm em rồi. Đó là... Ồ, thế còn Sơn Thạch? Trong 5 người thì SC chỉ phân tích là có 2 người độc thân thôi. Đây là một cái sự lựa chọn anh nghĩ là an toàn. Em đừng khẳng định gì mạnh quá, nói cho giữ vô lát người ta độc thân nữa. Anh Thành ơi, cái dòng thứ hai em là người duy nhất đúng. Phải không? Tất cả mọi người đều sai. Có đâu, có mà đâu ai sẽ chọn độc thân. Ủa vậy? Em lại sai rồi Ngọc. Mà hồi nãy Ngọc hỏi cái câu cuối tự nhiên chốt cái rụp cái nghe. Cô vẻ sành sỏi quá nhỉ. Đúng rồi. Bạn Thạch sao? Thì về Sơn Tùng, Sơn Tùng là tên của chú của Sơn Thạch đó. Ở nhà là có chú Sơn Tùng luôn có đó hả? Có chú Sơn Tùng luôn. Chú nhà có là... tím không? Không. Ờ trời ơi. Cho nên là giờ hỏi qua tới chú em luôn nè. Cho nên tự nhiên cảm giác đây như một người chú vậy đó mọi người. Không được đâu. Còn con tím mây là nghe. Cảm ơn Ngọc luôn. Rồi em về liền đi em. Không. Tôi nổi hết da gà thật, chết thật.